quanh. Bắt đầu. Đó là những nét khác biệt thể hiện sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa của người Việt cổ trong quá trình thao. Đó là những nét khác biệt của người Việt cổ trong quá trình giao thoa văn hóa Trung Quốc của người Việt cổ. Ơ, bị quên bài. Đó là những nét khác biệt thể hiện sự tiếp thu có chọn lọc và Việt hóa văn hóa Trung Hoa của người Việt cổ trong quá trình giao thoa văn hóa thời kỳ Bắc thuộc. Để củng cố bài học hôm nay, cô cùng các em ôn lại qua một số bài tập sau nhé. Bài tập 1, em hãy chọn một trong 4 đáp án. Không phải, nếu mà em hãy chọn một đáp án đúng nhất thôi chứ không phải chọn một trong đáp án 4 đáp án sau nhỉ? Huyền nhỉ? Phải làm một chọn một đáp án đúng nhất chứ không thể chọn một trong 4 đáp án sau thì nó sẽ có thể là đáp án sai. Bài tập đấy chọn ra đúng nhất. Rồi. Hay là thứ 10 rồi, không nhớ câu rồi. Không phải, tức là tự nhiên bây giờ thấy nó vô lý. Bài tập 1, em hãy chọn một đáp án trong 4 đáp án sau. Ồ, vẫn sai. Một đáp án đúng. Bài tập 1, em hãy chọn một đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau. Một số nét văn hóa của người Việt cổ vẫn được duy trì trong thời kỳ Bắc thuộc là: A. Thờ cúng tổ tiên, búi tóc, xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng đen, làm bánh chưng, bánh dày. B. Làm giấy, chế tạo đồ thủy tinh, xăm mình, thờ các vị thần Ấn Độ giáo. C. Thờ cúng tổ tiên, làm bánh chưng, bánh dày, đi du lịch. D. Đi thuyền, ở nhà sàn, tổ chức lễ hội KT, thờ các vị thần Ấn Độ giáo. Đọc câu hỏi này, các em đã có câu trả lời của mình chưa? Chúng ta cùng nhau xem đáp án đúng là gì nhé. À, ở câu này đáp án đúng là A các em ạ. Cô khen ngợi bạn nào có đáp án là A nhé. Bài tập 2. Nhân dân ta thời Bắc thuộc đã tiếp thu văn hóa Trung Hoa như thế nào? Em hãy chọn một đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau. A. Không tiếp nhận văn hóa Trung Hoa. B. Tiếp nhận tất cả chính sách văn hóa của Trung Hoa. C. Tiếp thu và thực hiện đồng thời hai nền văn hóa Việt-Trung. D. Tiếp thu có chọn lọc để phát triển văn hóa dân tộc. Ở bài tập này, cô tin rằng các em đã nhanh chóng có câu trả lời của mình rồi đúng không? Đáp án đúng là A. Đáp án đúng là D nhé. Bài tập 3. Những phong tục của người Việt trong thời kỳ Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay là gì? Em chọn một đáp án đúng trong 4 đáp án sau. A. Thờ cúng tổ tiên, búi tóc, xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng đen, làm bánh chưng, bánh dày. B. Thờ cúng tổ tiên, làm bánh chưng, bánh dày. Con trai lấy vợ phải trải qua 3 bước: dạ, hỏi, cưới. C. Thờ các vị thần Ấn Độ giáo, thờ cúng tổ tiên, búi tóc, xăm mình. D. Tổ chức lễ hội KT, thờ các vị thần Ấn Độ giáo, thờ cúng tổ tiên. Bài tập này, theo em, đáp án đúng là gì nào? Chúng ta cùng xem nhé. À, đúng rồi. Những phong tục của người Việt trong thời kỳ Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay. Đó là thờ cúng tổ tiên, búi tóc, xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng đen, làm bánh chưng bánh dày. Đến chỗ này là quay thì phải. Đúng rồi. Quay lên hình.
xin tí nước cho ướt cái nền nhà này rồi. Cái tóc nó cứ hay chỗ này nó hay bị dựng lên như kiểu nó. Quan tài của Vincom ấy. Quả tới ở ngay bên sườn bên phải của Vincom. Cứ tưởng là nhà em ở đằng sau Vincom. Không, nhà em ở sau Vincom nhưng em quay như này. Thì quán gì nhỉ? Có cái gì Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc à? Ừ, kiểu đấy đúng rồi, có cái tên Ngọc chỉ nhớ có tên Ngọc đi thì cái làm chẳng biết đâu làm được, chỉ bộ đầu xế mà xuống đến. Trật tự để làm nhỉ? Như vậy, bài học hôm nay cô cùng các em đã tìm hiểu và biết được người Việt trong thời kỳ Bắc thuộc luôn có ý thức giữ gìn nền văn hóa bản địa của mình với nhiều hoạt động khác nhau để tạo nên sức sống kỳ diệu của nền văn hóa nước ta. Đồng thời, nhân dân ta trong thời kỳ Bắc thuộc còn tiếp thu một cách có chọn lọc những yếu tố văn hóa Trung Hoa để làm phong phú thêm văn hóa Việt cổ và phát triển văn hóa dân tộc. Từ bài học hôm nay, các em hãy cùng suy nghĩ về vấn đề như sau. Chỗ này thì là đến slide này. Em cần làm gì để bảo tồn, giữ gìn và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta? Các em hãy suy nghĩ và chia sẻ với các bạn về suy nghĩ của mình nhé. Chỗ này hình như được quay á. Xong đây quay. Xem nó còn nhiều không đã. Hay không thuộc bài rồi. Bây giờ không biết là nó ở cái chỗ ấy nào. Đấy. Theo các em, việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc ta thì học sinh chúng ta có làm được không? Và làm như thế nào? Các em ạ, chúng ta là học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì trước hết em cần là một công dân tốt, yêu nước, yêu quê hương, biết kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và thầy cô, quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giữ gìn những phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời biết lên án những hành vi làm tổn hại đến văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần giữ gìn nền văn hóa mà cha ông ta đã dày công xây đắp các em nhé. Cái chỗ đoạn vừa nãy là không cần quay hình cô giáo đâu. Đây bây giờ mới là quay hình này. Đoạn này làm sao mà thuộc được đó ấy. Cố gắng càng thuộc càng tốt. Đấy, không thuộc cho nên là không nhìn được vào máy hình ấy. Mới lần rồi mới không thuộc. Nhưng mà tại vì là cứ phụ thuộc vào cái này thành ra có muốn thuộc vào đầu đâu, không nhớ vào đầu. Các em thân mến, việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc ta có rất nhiều hình thức. Cô hy vọng rằng sau bài học ngày hôm nay, mỗi em sẽ tự tìm cho mình một hình thức cụ thể nhằm góp phần giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc ta nhé. Và sau đây,